Xin kính chào toàn thể các bác. Với mức giá 4.900.000 đồng, các bác sở hữu ngay phiên bản loa dòng T12. Dòng này bên em đã nghiên cứu và phát triển theo cái định nghĩa là ngon, bổ và rẻ cho các bác 4.900.000 nha. 4.900.000 các bác sở hữu ngay một cặp T12, sử dụng một củ loa 30 từ 170 côn 76 và sử dụng củ check là từ 170 côn 74.4 côn, và củ loa tất cả này đều từ thường, côn là côn dây tròn. Đặc biệt củ tép thì em sẽ thay đổi dây tròn thành dây dẹt để cho nó có một công suất nó lớn hơn chút xíu các bác nhé. Đây là tổng quan về T12 chuyên dùng ở đánh điểm delay hoặc là đánh form fill để cho các bác làm chương trình sự kiện tiệc cưới nhỏ gọn nhẹ. Các bác yêu cầu là chỉ cần có cái tiếng gọi là trung âm, trung trầm từ khoảng 200Hz đến 20kHz thì đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho các bác, được chưa? Bởi vì những cái tần số từ 100Hz đến 400Hz, các bác đi làm sự kiện tiệc cưới gần như là đứng cạnh loa, sau loa, các bác vẫn nghe đầy đủ và rõ ràng. Nếu như các bác sử dụng cấu hình này để đánh điểm, đánh delay hoặc đánh form fill cho các khu vực sân khấu vừa và nhỏ thì nó sự lựa chọn hoàn hảo cho các bác. Trên đây em giới thiệu là cấu hình là bát tép từ thường. Đấy nhá. Bát 170 từ 170, tép từ 170. Tất cả là đều từ thường với mức giá là 4.900.000 và nói nhanh các bác bao ship. Giá trên đây là em áp dụng cho 6 cặp. Hiện tại em còn có 6 cặp vỏ này. Em lắp cấu hình này bán thành lý cho các bác. Đây là cấu hình từ thường nhá. Nếu mà cấu hình từ neo thì nó sẽ thay đổi giá vào củ nó check thôi. Bởi vì giá này bán ra là đã trừ hết tất cả các chi phí phát sinh như là họng kèn này, phụ kiện, ốp tai sách, hậu, thùng loa. Đấy, thì đã trừ tất cả đi rồi và chỉ giữ lại mức lợi nhuận là 600.000 trên một đôi. Có lãi là 600.000 trên một đôi để làm duy trì cái kinh phí để bảo hành cho các bác trong vòng 6 tháng hoặc là 1 năm. Các bác dùng nỗi bát, em đổi bát, nỗi tép, em gửi cái côn tép đến các bác thay côn vào là xong. Đấy, được chưa? Như vậy là các bác đã biết rồi, em bán giá rất rẻ, bán thu hồi vốn trong mùa ế này. Và sau này nữa thì em sẽ so ra các dòng series, dòng loa hỏa tiễn, nhưng mà không sử dụng dòng T này nữa, mà em sử dụng các đời dựa trên thiết kế của dòng A. Ví dụ A15, đây là A15 này, A20PS, đây là A20PS. Và sắp tới em sẽ cho ra tiếp tục nữa là A24. Đấy, A24, A24 ấy. Nó dựa trên thiết kế kiểu A24, dựa trên thiết kế kiểu T24. Đấy, thì nó sẽ sử dụng là hai củ loa 12 inch trong một thùng. Đấy, dựa trên cái khuôn thùng như kia kìa. Đấy, các bác đang xem khuôn thùng như kìa. Nhưng mà nó thay đổi một tí là sử dụng cái họng kèn rất đặc biệt và củ kèn cũng rất là đặc biệt. Đấy, thì em sẽ cố gắng nghiên cứu và cho ra. Với phiên bản này các bác nếu như lắp từ neo thì nó sẽ đắt hơn nhá, nó sẽ đắt hơn là vào gần 2 triệu một đôi củ check neo, gần 2 triệu. Đấy, còn như cấu hình 4.900.000 này là bát thường và tép thường, công suất và lực đánh cũng như là áp suất âm thanh của nó rất tốt, ở trong phạm vi là từ 20m đổ về thì rất tốt. Đấy, con này chỉ xử lý trong khoảng tầm 20m đổ về. Với thiết kế của cái họng kèn này là góc vỏ mở là 60 độ trái phải và 40 độ lên trên xuống dưới, nên là các bác có thể đặt ngang được, đặt dọc được, hoặc các bác tùy chỉnh sân khấu thì các bác có thể là xoay họng kèn, tháo bốn ốc kia ra, xoay họng kèn nghiêng 90 độ rồi các bác bắn ốc vào, sau đó là các bác sẽ sử dụng dây tời cáp chằng gì đấy các bác buộc vào đây, xong bắt đầu là treo cái loa nó nghiêng lên thì nó sẽ làm theo kiểu là form monitor hoặc là form form phim hoặc là đánh dàn chính FOH tùy. Con này thì rất là đa năng, các bác có thể setup các con loa này với một số các dòng súp đơn 15 inch, súp đơn 18 inch, súp kép 15 inch hoặc súp kép 18 inch. Đấy, nếu như các bác mà đánh con loa này vào hệ thống dàn chính thì các bác nên cắt tần số cho súp và cắt tần số cho con hỏa tiễn này theo mức cắt là NR24 hoặc NR12. Tại góc cắt NR12 thì các bác nên cắt cho chiếc loa này là 170Hz nhé. Và tần số đáp ứng của cái loa này là từ 160Hz đến 16kHz, 16,3kHz là chính xác. Tại cộng trừ 3dB, tại trừ 6dB là vào 150Hz đến 20kHz các bác nhé. Đấy.
Thì lát nữa em sẽ chèn hình ảnh vào để các bác cùng xem thông số đo đắp tuyến của cái loa này tại khoảng cách là 3m. Em đã đo lấy mẫu. Trên đây là cái phân tần em thiết kế riêng cho cái dòng này. Tất cả 3 tép từ thừa và độ nhạy, sensitivity tín hiệu đầu vào trung bình của cái loa này là vào 98 dB, trung bình là 98 dB. Đấy. Còn với phiên bản T24 thì nó sẽ vào là 99 dB. Với phiên bản T24 củ loa check bằng neo thì nó sẽ nhạy là 100 dB. Đấy. Nó chỉ lệch nhau tí tí thôi. Củ thường với củ neo thì nó chỉ lệch nhau có 1 đến 2 dB thôi các bác nhé. Đấy. Và giá của dòng này hiện tại em đang mong muốn bán ra với số lượng 6 cặp và coi như là bán giá thanh lý, xả kho, quay vòng thu hồi vốn để đóng lãi ngân hàng, cùng với là giả đơn giả nợ các ông chủ to, các nhà tài trợ kim cương, nhà tài trợ vàng, nhà tài trợ bạc, nhà tài trợ bạch kim đấy. Đấy là những đơn vị nhà tài trợ ối ôi của em. Đấy. Tầm này ế xong là các bác đòi nợ nhiều thế nhỉ. Đấy, không bán được hàng lại còn chớ, lại còn đòi luôn nữa. Đấy, tầm này nó hơi căng rồi. Nên là em mong muốn là ra đi được một số sản phẩm hiện tại đang có và đang nghiên cứu nha. Sắp tới thì em có ra mắt với toàn thể các bác một số dòng loa Superfer, loa súp, loa siêu trầm ấy, với các phiên bản rất đặc biệt, to, hoành tráng, nhưng lực đánh của nó thì các bác đừng có chê. Nó nghe kêu rất là to và ngang ngửa với một số cái dòng súp của châu Âu nhá. Ngang ngửa với một số dòng súp của châu Âu, nhấn mạnh luôn. Chứ còn là súp này mà súp do bên em nghiên cứu mà đánh ngang ngửa súp Việt Nam hay là đánh ngang ngửa với một số dòng súp của Trung Quốc thì đó là chuyện bình thường rồi. Đấy. Bây giờ mình không copy theo kiểu Việt Nam nữa, không copy theo kiểu Trung Quốc nữa, copy theo kiểu châu Âu đi. Đấy. Thì đây nhá, trên đây là tổng quan về cái sản phẩm hôm nay em giới thiệu cho các bác. Clip test thì em sẽ test trong clip lần sau, bởi vì tầm này nó cũng hơi muộn rồi. Em còn phải đi chở rất nhiều phụ kiện nữa. Em đang về rất nhiều phụ kiện như là họng kèn, ốp tay sách, lưới loa. À, còn nếu mà các bác có hỏi mua phụ kiện, ví dụ họng kèn, lưới loa, ốp tay sách, ninh phụ kiện của thùng loa, thì sắp tới em sẽ tiếp tục cung cấp nhé. Hiện tại là em đang tìm cái nguồn nào cung cấp ổn định và có số lượng nhiều để bán cho toàn thể các bác. Chứ còn nếu như cung cấp cho các bác có hàng chỉ được một thời gian ngắn thôi và không đảm bảo được cái mật độ hàng đó trong thời gian dài thì bên em sẽ không bán. Như trước em có bán các dòng như là lưới của loa, lưới súp đơn, lưới súp kép, lưới này lưới kia các kiểu, nhưng mà sau nguồn cung cấp hàng nó bị gãy cầu ấy, họ thấy mình bán được họ tăng giá lên, thế là em báo giá lại sau với các bác thì các bác kêu là bán giá đắt thế này thế kia, thế là em không bán nữa. Nhưng mà sau này em nhập được giá tốt hợp lý thì em sẽ cung cấp với toàn thể các bác. Đấy, các bác nhá. Thì trên đây là giới thiệu tổng quan về dòng T12 phiên bản mini của T24 thì nó sẽ cho cái tiếng bát nó dày, ấm tiếng hơn, thì các bác cắt tần số là khoảng tầm 100Hz, 125Hz là được. Con này thì các bác cắt là 160Hz, tối thiểu là 160Hz nhá. Đấy. Hoặc trung bình các bác cắt cho em là 170Hz thì nó sẽ khá là tốt. Các bác cắt 200Hz thì nó kêu rất là to. Đấy. Càng cắt cao kêu càng to. Đấy. Được chưa? Nó giống như kiểu nào loa mà các bác chịu quay ra vậy. Nó càng cắt cao thì cái giải âm của nó, sóng âm của nó và cái trường âm của nó sẽ được thoát hơn. Là các bác cắt tần số trung bình và thấp. Đấy. Thì trên đây là giới thiệu các bác cái thùng T12 đã nắp hoàn chỉnh. Và các bác hỏi mua thùng em không bán được nhá. Cái này em bán combo. Bán này để thu hồi vốn thôi, chứ còn nếu mà bán thùng không thôi là không có lãi, mà thậm chí là nỗ công thợ làm. Đây là giới thiệu qua thôi. Thùng nó sẽ hơi bị bẩn này. Bây giờ là anh em hôm nay là thợ nghỉ đi thăm người khỏe. Đấy. Thợ hôm nay là nghỉ, xin phép nghỉ. Với sáng mai là xin phép nghỉ đi thăm người khỏe. Chiều mai thợ mới về. Nên là em không có bê súp ra xong là mời ca sĩ đến thử được. Đấy. Gió nó hơi hạn chế tí. Thì đây trên đây là cái phân tần này. Thiết kế riêng cho cái dòng T12 này các bác nhé. T12, T24. Nó sẽ sử dụng trên cái khuôn phân tần như thế này và thay đổi một số linh kiện. Đấy. Có thể là ít tụ hơn, có thể nhiều tụ hơn. Nhưng mà giá thì vẫn là như nhau. Đấy. Ok, thì trên đây là tổng quan giới thiệu với sản phẩm nha. Giá nó rất là rẻ rồi, có 4,9 triệu thôi. Nên là các bác còn kêu nữa thì em thua đấy nhá. Giá mà các bác phân tích giá là còn rẻ hơn là đọc tiền linh kiện. Bây giờ em đọc tiền linh kiện cho các bác để các bác tự tính nhá. Củ bát là 2 triệu một đôi, 2 triệu mốt một đôi. Củ chắc kèn là 1 triệu 7 một đôi. Phân tần kia là 900 một đôi. Đấy, các bác cộng lên thế thôi. Sau còn bao nhiêu nữa thì tính vào tiền thùng. Và còn nếu như các bác bảo là còn kênh ra khoảng bao tiền đấy thì đấy là cái tiền ship. Và riêng cái đôi này tiền ship của nó đã vào khoảng tầm 600 đến 800 nghìn. Gửi xe nó tầm 300 đến 500 nghìn trên một đôi. Đấy. Trên đây là thông báo
tổng quan và chi tiết về cái sản phẩm T12. Hiện tại em đang có số lượng tầm 6 đôi. Các bác nào lấy thì em sẽ cung cấp cho các bác. Còn anh em đại lý nào mà muốn lấy thì giá nó chỉ rẻ đi được có vài 300 nghìn thôi nhé, không rẻ được nhiều đâu. Và phí ship thì các bác sẽ tự lo. Đấy. Thì ví dụ anh em nào, các bác nào đại lý cửa hàng bán lẻ mà muốn lấy thì liên hệ trực tiếp. Giá nó chỉ rẻ đi vài trăm nghìn thôi, nhưng mà giá nó không có bao ship. Đấy. Rẻ đi chắc là rẻ bằng cái tiền ship thôi, nhưng mà không bao ship. Còn lấy số lượng mà nhiều thì em sẽ cố gắng em ghi hết cỡ để giảm giá bằng cái giá nhập vào thôi. Coi như là không được nỗ, hoặc là không có công, không có lãi thôi. Còn bảo là em bán nỗ thì em không bán đâu nhá. Bởi vì bây giờ kinh doanh mà cứ thanh lý xong xả kho bán nỗ thì đầu năm vay 300, ví dụ đầu năm vay 300 triệu đến cuối năm thu hồi về là 150 triệu, toang sập. Hứa với các đồng chí. Ok, video bốc nghe thì đến đây là xin phép được kết thúc nhé. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp. Xin chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong những video clip lần sau. Lần sau em sẽ test nhạc lên, mời ca sĩ đến hát thử tiếng mic cho các bác cùng nghe thử.